Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, ông mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên. Có thể nói là cái chủ đề về người mẹ thì nó dài như vô tận, có nói hết cả đời người cũng không hết được các bác ạ. Vâng, chào mừng các bác lại quay trở lại với video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2024. Và vẫn là cái chủ đề mà gọi là hậu 20 tháng 10. Thì sau cái sự kiện 20 tháng 10 của năm nay cũng như thường niên thì luôn luôn có những cái chủ đề cần phải bàn tán, xoay quanh những cái việc là sự báo hiếu, sự tri ân, sự tưởng nhớ. Thì có những câu chuyện về những món quà nó có thể là giá trị rất lớn, nhưng có những món quà giá trị rất nhỏ. Nó lớn ở đây nó không phải lớn về cái vật chất, mà có thể là nó lớn về cái ý nghĩa, về cái tinh thần. Trong cuộc sống thì có những món quà nó có thể đem đến cho các ông, các bà, bố mẹ rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều sự cảm động. Nhưng có những món quà thì nó mang lại một cái sự gọi là rất là hụt hẫng và thất vọng. Thì những người lớn tuổi cần những cái gì? Cần sự quan tâm, cần sự chăm sóc. Và cái chăm sóc đấy không phải là tiền bạc, mà chính là cái tình cảm và những vật chất mang cái tính chất cụ thể và thiết thực. Các bác có thể là tặng ông bà bố mẹ vài trăm nghìn, vài triệu đồng, hay thậm chí là một số tiết kiệm chẳng hạn. Nhưng ngược lại, các bác có thấy là ông bà bố mẹ đem cái số tiền đấy ra để sử dụng hay không, mà lại cất lại để dành vào đấy, để đến lúc mà có công có việc, lúc hoạn nạn lại đem ra để cho con cho cháu? Thì ở đây hôm nay chủ đề em nói về những cái sản phẩm thiết thực đấy là gì? Đấy là những cái máy xay. Máy xay thì đối với cái hàng Nhật ấy, nó có những cái dòng xay riêng biệt và nó dùng cho đúng mục đích. Đấy, đúng cái mục đích của nó, chứ không phải là cứ máy xay là đem ra xay tất cả. Trong cái vấn đề xay á, có nhiều bác hỏi là cái xay xay của Nhật sao mà dùng nó yếu thế, cái xay sinh tố. Thì em cũng khẳng định với các bác luôn, nói về xay sinh tố hoặc là các loại máy xay của Nhật thì là dùng điện 100-110, và công suất của nó thì cũng không phải là lớn, nó dao động tầm hơn 100W cho đến hơn 200W một chút. Có một vài cái loại xay gọi là đặc chủng thì công suất của nó mới cao thôi. Và khi thằng Nhật nó sản xuất ra cái dòng máy xay thì nó sẽ chia ra nhiều cái cấp độ và mục đích sử dụng khác nhau. Đối với dòng xay sinh tố, ví dụ như cái này, thì mình gọi là cái xay sinh tố, thì nó sẽ sử dụng cho cái công việc gì? Đó là xay những loại rau củ quả. Đấy, rau củ quả nha các bác nha. Đấy. Còn đối với cái xay mà để các bác xay các loại đậu, loại hạt ấy, các loại tiêu bắc ấy, thì có thể là các bác chỉ cần những loại bé bé như thế này thôi, hoặc là một cốc cháo của trẻ con, các bác bỏ vào cái xay như thế này thì nó vẫn hoạt động ok. Nhưng mà khi các bác đem ra các bác xay thịt ấy, thì thằng Nhật nó lại sản xuất riêng một cái dòng máy xay để xay thịt. Mặc dù nhìn nó rất là bé thôi, nhưng mà cái kết cấu của nó có hệ thống giảm tốc, thì cái lực của cái bánh, cái dao chặt thịt ấy, nó rất là khỏe. Đấy. Cho nên là nếu mình xay thịt thì mình phải mua cái xay thịt. Mình muốn ép trái cây ra nước thì mình phải mua cái máy ép. Còn mình muốn là xay hoa quả thì mình hẳn mua cái xay sinh tố. Đấy là cái việc phân loại, cái mục đích sử dụng của xay, chứ không phải cái nào cũng xay được. Nói nôm na cho các bác hiểu rằng là cái máy xay á, nó cũng chả khác gì cái miệng của mình. Miệng á, ở nhà quê gọi là cái mồm á. Thì tại làm sao? Cái miệng là cũng như một cái máy xay. Nhưng trong cái miệng sẽ có cái răng cửa này, có cái răng nanh này, có cái răng hàm. Cái thằng răng cửa chuyên để cắn,
thằng răng nanh chuyên để xé và thằng răng hàm chuyên để nhai. Thì nói về máy xay của thằng Nhật, nó thiết kế cũng chẳng khác gì cái miệng của con người. Để cho các bác một lần nữa hiểu rằng, sinh ra cái xay là để xay những thứ gì, dùng cho đúng mục đích thì nó mới bền được, của bền tại người, chứ không phải là cứ mua được cái máy xay của Nhật là về bảo tốt lắm là cái gì cũng đem ra xay là em cũng bó tay luôn đấy. Thì cái máy xay để làm cái gì? Nhiều khi bảo là mua cân hoa quả về thì gọt ra nhai luôn để cho nó ngon. Chứ xay cho làm cái gì lại mất công uống này, lách cách để giữa xay giữa cối. Nhưng đấy là với những người đang còn còn trẻ còn khỏe, răng đang còn tốt thì mới nhai được. Chứ với những cụ già, những người mẹ, những người bố đã lớn tuổi rồi thì bộ nhai, bộ xay nó đã kém rồi, thì lúc đấy bắt buộc phải dùng đến những cái xay để cho nó đúng mục đích. Hay là những bé sơ sinh, những trẻ nhỏ chưa ăn được cơm thì phải xay ra. Nhiều bác vẫn luôn luôn mở miệng ra để xin tiền bố mẹ, nhưng gần như chưa thấy ai mở miệng ra, đó là mở miệng của bố mẹ ra xem là trong miệng còn bao nhiêu cái răng. Đấy, cũng chỉ biết mở miệng để xin tiền chứ chưa bao giờ mở miệng bố mẹ ra để xem bố ơi mẹ ơi, trong miệng bố miệng mẹ là còn bao nhiêu cái răng, có cái nào đau không, có cái nào cần phải xử lý không. Đấy vẫn là những cái câu chuyện rất là đời thường mà gần như là đa phần mọi người không để ý đến, và ngay kể cả như bản thân em cũng vậy. Cho nên rằng cái hậu 20 tháng 10 thì nó sẽ là cái dư âm, và nó cũng là một trong những cái chủ đề hôm nay em lên một số cái máy xay để cho các bác đang nhớ về người thân, người mẹ, người già, làm những cái món quà nho nhỏ nó thiết thực nhất, nó kéo dài cái tuổi thọ của các ông các bà, chứ không phải là cho các ông các bà 500, 1 triệu hay là một chỉ vàng ông bà cất vào đấy, cất thì có đem đi được đâu, rồi đến một lúc nào đấy lại để lại cho con cho cháu, thì vô hình chung những cái món quà đấy sẽ trở nên là vô nghĩa. Nên đây cũng là một cái cơ hội để các bác chứng tỏ được cái sự báo hiếu của mình đối với bố mẹ người thân. Đầu tiên thông báo với các bác là những cái sản phẩm xay hôm nay em lên là những sản phẩm dùng điện 100-110. Đấy, lưu ý là 100-110 nhá. Và cái dòng này em bán em chỉ bao cho các bác test thôi. Đấy, có nghĩa là khi các bác nhận hàng, các bác mở ra kiểm tra hàng, các bác cắm vào đúng nguồn điện 100-110V, các bác bật máy chạy kiểm tra không bể vỡ. Còn cái nào bể vỡ em sẽ báo tình trạng bể vỡ và giá sẽ là giá bể vỡ. Chứ còn cái này không thể bảo hành được. Bởi vì làm sao? Bởi vì trong quá trình sử dụng vô tình các bác cắm nhầm 220 là nó sẽ cháy luôn. Và các bác làm rơi làm vỡ là nó cũng hỏng luôn. Cái đấy thì không ai bảo hành được. Đấy, được lòng trước mất lòng sau. Đấy, đỡ mất lòng sau. Cho nên là em cũng báo trước cho các bác như vậy. Và giá bán hôm nay thì em sẽ bao ship cho các bác nhé. Giá bán hôm nay sẽ là bao ship cho các bác ngày 23 tháng 10 năm 2024. Đầu tiên em sẽ lên một cái sản phẩm gọi là giá nhẹ nhàng một chút này. Đấy, nó là một chiếc xay sinh tố, nhưng mà cái kích thước và cái cối của nó rất là bé nha. Đấy, các bác xay một cốc cháo thì là ok này, nhưng mà xay nhiều là nó sẽ tràn nhá. Đấy, đấy là một cái cối này chuyên cho các bác gọi là xay cháo đi, xay cháo hoặc là xay xay rau củ quả, nhưng mà ít thôi nhá, với cái lượng ít thôi. Đấy, đa phần những cái dòng xay đời mới đời cao á, là nó sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó sản xuất cho thị trường Nhật, cho nên cái tiêu chí và chất lượng của nó cũng sẽ khác hoàn toàn những cái sản phẩm của trôi nổi trên thị trường. Cũng có một số những cái sản phẩm sản xuất tại Nhật, thì cái nào sản xuất tại Nhật thì em sẽ nói là sản xuất tại Nhật, và cái giá bán cũng như là cái chất lượng, cái đời của những cái sản phẩm đó nó cũng sẽ khác nhau. Thì đầu tiên là một cái xay sinh tố này, cái mã này em lên cho các bác là cái mã số 1 nhá. Còn tại sao em không test? Bởi vì tất cả đã test rồi, có test lại cũng mất công, mà đêm hôm nó lại ồn ào, nên là em lên cho các bác để các bác nắm được cái sản phẩm như thế nào. Còn khi các bác mua hàng, các bác chốt, các bác gọi về cho em theo cái số điện thoại 0354243636. Tại sao hôm qua em để cái số 702 và số 083? Bởi vì cái video ngày hôm qua lên sóng cho đến bây giờ nó đã đạt đến 7.000 lượt xem. Thì 7.000 lượt xem thì có gần 200 lượt thích, và trong đấy có hơn 100 cuộc điện thoại gọi về để mua hàng.
Cho nên là cái xử lý công việc á, với cái sản phẩm ruột nồi như hôm qua em lên sóng á, thì đang còn rất nhiều đơn hàng và nhiều bác gọi đến để đặt hàng. Cho nên hôm nay em để cái số 3636 để san cái cuộc gọi ra, và cũng thông cảm với các bác rằng là bên em thì gia đình là hiếm muộn, cho nên là mới được có 3 đứa con rồi. Đứa bé nhất thì năm nay mới học lớp 4 tuổi. Cho nên cái việc sinh hoạt gia đình là về cái lúc sáng sớm cũng như là chiều muộn là phải lo đưa con, đón con này, tắm rửa cho nó. Cho nên là cái giờ đấy để mà phục vụ các bác là cũng sẽ bị quá tải. Hoặc là những cái giờ buổi trưa từ 12 rưỡi cho đến 2 giờ là bên em cũng phải nghỉ trưa. Đấy, cho nên là các bác khi mà đặt hàng, mua hàng á, thì lưu ý là tránh những cái giờ đấy cho em. Còn khi mà gọi đến mà em chưa nghe máy được hoặc chưa trả lời được thì cũng mong các bác hết sức thông cảm nha. Và đôi khi cũng có những cuộc gọi của các bác đến là máy bận, bởi vì các bác biết là cái lượng khách gọi về nó rất là đông. Cho nên là mà bên em đã xử lý một đơn hàng, đã chăm sóc một khách hàng là phải xử lý cho nó triệt để. Đấy, các bác có nhu cầu gì phải xử lý rất là nhanh gọn. Cố gắng làm sao để các bác nắm được thông tin về sản phẩm để các bác mua, các bác cảm thấy yên tâm và hài lòng. Chứ không phải là hỏi các bác mua hay không, không mua thì thôi, là tắt máy gọi nghe máy người khác nó rất là vô lý. Đây em lướt qua những sản phẩm nha. Mã số 1 này. Mã số 1 cái này là xay bé nha. Con này thì bán cho các bác là giá là 250.000 bao ship nhá. Đấy. 250.000 bao ship nhá, giá cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, như các bác đã có cái nồi cơm rồi thì các bác đã có đổi nguồn rồi. Các bác mua cái này về các bác không cần đổi nguồn nữa. Các bác cắm luôn vào cái nguồn của nồi cơm của các bác xay, nó rất là vô tư. Đấy, mã số 1 nhá. 250.000, con này sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đấy, công suất của nó là 125W đấy. Công suất là 125W. Đấy, made in China. Tiếp tục em lên cho các bác một cái mã số 2 này. Con này nó kích thước của nó cũng nhỏ này. Đấy. Còn khi các bác ưng mã nào, các bác cố gắng là kết bạn Zalo nhé. Kết bạn Zalo. Bên em sẽ quay video và quay cái video test sản phẩm này, cũng như là chụp ảnh cho các bác xem. Khi các bác ưng thì chúng ta giao dịch. Thì đối với những bác khách hàng cũ thì không cần đặt cọc, còn đối với bác khách hàng mới thì vui lòng đặt cọc cho em. Đấy. Còn đối với những sản phẩm mà giá trị nó thấp dưới 200.000, các bác vui lòng chuyển khoản cho em nhé, đỡ mất công thu COD. Con này thì nó đang còn cái lọc nhé, cái lọc để cho các bác khi xay rau má hay là các loại rau các bác rót ra thì nó không bị tràn cái bã ra ngoài. Đấy. Cái lưới lọc. Con này là mã số 2 các bác nhé. Con này mã số 2 này. Mã số 2 thì con này em bán cho các bác là 340.000 nhá. Đấy. 340k bao ship này, mã số 2 nhá. 340k bao ship. Con này đang còn rất đẹp, sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Màu màu xanh nõn nõn chuối. Con nào vỡ thì em sẽ báo vỡ nha. Và con nào vỡ thì giá nó sẽ khác. Con nào lành thì giá nó sẽ khác. Tiếp tục là một cái xay sinh tố nữa này. Cái này thì công suất của nó lớn hơn. Công suất của nó là 150W, cối của nó cũng to hơn. Đấy. Mặc dù là sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà con này em cảm nhận là cối của nó là cối thủy tinh này. Và cái phần nhựa kết cấu của nó làm rất là chắc chắn nhá. Đấy, nó làm rất là chắc chắn và đẹp. Đấy, những cái con này thì em sẽ bao cho các bác là không bị vỡ, không bị nứt này. Đấy, còn con nào nứt là em nói nứt. Đấy, nói thẳng quan điểm luôn. Còn con nào không vỡ là không vỡ. Gần như nó mới tinh các bác nhá. Đấy. Thì để mà định giá được những cái sản phẩm như thế này thì em phải test thử này. Em test thử em cho chạy này, xem cái tiếng động cơ nó như thế nào. Cái tiếng động cơ nó êm hay là nó ồn hay là nó có một cái tiếng gì đấy nó lạ, nó liên quan đến nó kẹt cái này kẹt cái kia thì cũng phải xử lý hoặc và thông báo cho các bác luôn. Đấy, chứ không phải các bác cứ nhìn thấy cái xay trên thị trường người ta bán như thế này thế kia là các bác mua về nó có những vết nứt rất là bé, các bác không nhìn thấy thì khi xay nước nó sẽ rò rỉ ra, nó rất là bức xúc và thậm chí nó còn nguy hiểm đến cái vấn đề là điện đóm đằng dưới nữa. Cho nên là đối với những sản phẩm xay như thế này thì mình cũng lưu ý các bác nhé. Mã số 3 này. Con này thì to hơn, đẹp hơn, cối thủy tinh. Thì con này em bán cho các bác là giá là 380k nhé. 380k cho cái sản phẩm máy xay mã số 3 này nhé. Đấy, con này cũng sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà đang còn rất là chắc chắn và đẹp.
Công suất của nó là 150W, điện 100V. Đấy, mã số 3. Em lên cho các bác một cái xay thịt này, bé bé xinh xinh này. Đấy. Bé bé xinh xinh nhá. Đây cái biểu tượng của nó này là xay xay thịt này, rồi xay cơm này, thịt nó đã xay được thì cơm nó cũng xay được nhá. Và cái nguyên lý hoạt động của cái này nó là có một cái nút nhấn chỗ này. Đấy, các bác nhấn xuống. Thì nói về xay xay sinh tố hay xay thịt hay xay bất kỳ cái gì thì nó sẽ bao gồm nhiều bộ phận. Đấy, nó sẽ bao gồm nhiều bộ phận và khi mà các bác lắp đặt thì các bác lắp đặt cũng phải đúng nhá. Đấy. Các bác lắp đặt mà không đúng là nó khi nó chạy nó bị kênh một cái gì đấy là nó sẽ dẫn đến là bể vỡ nhá. Cho nên là dùng cái gì thì mình phải tìm hiểu trước. Còn khi các bác chưa biết về cái sản phẩm này thì các bác cứ hỏi bên em sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bác chi tiết nhất. Đấy, con này nó rất là xinh xắn nhá. Rất là xinh xắn. Đấy, xay thịt này. Xay thịt rất là xinh xắn. Thì cái kích thước của nó thì không không to đâu, nhưng mà mình xay thịt thì đằng nào mình cũng phải thái ra. Mình thái thành cái miếng giống như thịt rang của mình ấy. Rồi mình bỏ vào đây mình xay để làm chả nhá. Con này là con mã số 4 này. Con mã số 4 này xay thịt này. Giá của xay thịt nó sẽ cao hơn giá của sinh tố các bác nhá. Đó là một cái điều hiển nhiên rồi. Đấy, như con này em bán cho các bác là 730.000 nhá. Đấy. 730.000 cho con xay thịt này nhá. Mã số 4, 730.000, bé bé xinh xinh, điện 100V. Công suất của con này là để em nhìn công suất con này nào. Công suất của con này là 50W các bác. Đấy, tại làm sao công suất của nó bé? Bởi vì nó có hệ thống bánh răng, nó giảm tốc để cho cái dao này nó có đủ lực để nó xay thịt đấy. Chứ không phải là bé mà kém đâu, nên là mỗi cái nó có mỗi tính năng khác nhau. Tiếp tục lên cho các bác một con xay thịt nữa này. Con này thì đúng ra mà nói thì nó vừa xay thịt mà nó có vừa có chức năng là xay hoa quả, nhưng mà nó đã bị mất đi cái hệ thống dao đường trên này. Đấy, chứ đúng ra nó có cái hệ thống dao đường trên và cái lưới lọc, thì khi mình bỏ thịt vào đây, mình nhận nó xuống thì nó sẽ ép được cái hoa quả xuống dưới đây. Nhưng mà nó bị mất cái đó rồi, bây giờ nó chỉ trở thành một cái máy xay thịt bình thường thôi. Đấy, và kích thước của con này nó cũng lớn nhá, kích thước con này lớn. Và có một điều đấy là con này nó có một cái vết nứt ở đây. Đây, dao tất cả đều đẹp nhá. Nhưng nó có một cái vết rạn chỗ này. Đấy, các bác nhìn thấy mờ mờ không? Nó có một vết rạn. Tuy nhiên là khi mình xay thịt thì là thịt khô. Đấy, nó không xảy ra cái vấn đề là chảy nước ra đây đâu. Nên em cũng cam đoan cho các bác hoặc các bác về kỹ tính thì các bác gắn một cái đường keo vào đây thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, mặc dù con này nó khá là đẹp và nhìn các cái bộ phận nó đang còn rất là mới. Chỉ tiếc là trong cái quá trình vận chuyển là nó bị nứt cái vết nứt chỗ này thôi. Đấy, công suất của con này là những 190W cơ. Đấy, 190W và con này là con của China. Thì con này em bán cho các bác với cái giá là bị nứt nhá. Bị nứt này. Mã số 5 này. Nứt này. Với cái giá là 500k nhá. Đấy. Nó chỉ bị nứt chút xíu chỗ này, các bác về nhỏ keo 52 vào đây này. Hoặc là các bác dán băng dính lại là dùng bình thường. Đấy. Nó cũng giống như cái việc không may là các bác mua cái lành về nó bị rơi, nó bị nứt ra thôi. Đấy. Mã số 5 nhá, nứt. Đấy. 500.000 nhá. Đấy, ok chưa ạ? Con này sản xuất tại Trung Quốc. Đây, em lên cũng cái con như vậy này, cũng cái con xay thịt như vậy này và chức năng cũng giống như thế nhá. Nhưng con này nó lành lặn. Đấy. Con này nó lành lặn, nó không bị nứt. Đấy, nó không bị nứt, nó chỉ có những cái vết xước thôi. Vết xước bên trong, bởi vì khi người ta xay á thì cái thịt nó trộn trong đấy nó sẽ có những vết xước. Thì nó nứt hay là nó vỡ một tí mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề sử dụng thì mình sẽ giảm được một khoản chi phí. Đấy, đôi khi là tàn nhưng không phế. Đấy, như các bác thấy em là tay tàn nhưng mà kỹ thuật em làm cũng hơn rất là nhiều là người lành lặn. Vâng, thì con này là con đẹp hơn nhá. Con này đẹp hơn. Thì em sẽ bán con này cho các bác với cái giá là 950.000 này, con mã số 6 này. 950.000. Đấy. Thì giữa cái con này và cái con mã số 5 á là nó chênh nhau là 450.000 nhá. Đấy, con này là 950.000 này.
thì khi các bác mua cái con nứt kia thì các bác sẽ bớt được một khoản tiền, có thể là các bác mua thêm được một cái đuổi nguồn nữa. Đấy. Cơ chế hoạt động của con này là các bác nhấn cái phần bên này xuống là nó sẽ xay nhá. Ok chưa? Mã số 6 nha, 950.000. Tiếp tục em lại lên cho các bác nốt mấy cái con xay trước này, xong rồi em quay sang sinh tố cho nó sẵn thể luôn nhá. Đây. Đấy. Con này đẹp hơn. Công suất của nó là 117W này. Đang còn rất là đẹp nhá. Đấy. Đang còn rất là đẹp luôn. Của hãng Techcom, và con này cũng sản xuất tại tại Trung Quốc. Đối với cái hãng Techcom này thì nó có nhiều nhà máy, có nhà máy tại Nhật này, có nhà máy tại Trung Quốc này, hay là có những cái nhà máy nó đặt tại Malaysia. Thì như con này là sản xuất tại Trung Quốc nhá, và nó cũng chỉ còn cái hệ thống xay thịt thôi, chứ còn cái xay hoa quả thì nó cũng mất mất cái lưỡi dao đằng trên rồi. Đấy. Con này em lên cho các bác là mã số 7 nhá. Mã số 7 đi. Mã số 7 này. Bán cho các bác là 980k nhá. Đấy. 980.000 mã số 7 nhá. Đấy, con xay thịt công suất lớn hơn và kích thước cũng lớn hơn. Đấy, em bao ship cho các bác, lưu ý là điện 100V cho em. Điện 100V cho em các bác nha. Nên em cái con độc lạ này cho các bác này. Con này là con gì? Con này là một con ép nhanh của Hitachi nhá. Đấy. Một con ép nhanh của Hitachi. Đúng ra thì nó sẽ có một cái cốc kèm theo ở đây. Là khi các bác ép hoa quả, ép trái cây á, là nước ở đây nó tự động nó sẽ chảy ra cái cốc cho các bác này. Nhưng mà con này nó bị mất mất cái cốc, thì xem như mình đặt cái cốc nước của mình vào đây là mình hứng được nước thôi. Còn cái cơ chế hoạt động của nó thì tháo lắp như thế nào á, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Con này thì nó không bị nứt vỡ chỗ nào, đang còn lành lặn, khá là ok này. Đấy, mình mở cái nắp này ra này. Đây, xoay mở cái nắp này ra thì mình sẽ lấy được cái lưỡi dao của nó này. Đấy, đây là cái lưỡi dao của nó này. Nó có một hệ thống các cái gai nó ngược theo cái chiều quay của nó. Khi mình bỏ hoa quả vào đây, bỏ hoa quả vào cái nắp này, cắt miếng mình bỏ vào đây, mình nhận cái này xuống thì nó cơ chế nó giống như cái máy mài giống như bác đi đi xay sắn dây ấy, nó mài ở đây và nước nó sẽ qua cái màng lọc này. Phía dưới cùng thì là những cái lỗ li ti và bên trên sẽ là những cái lỗ lớn hơn để nó không bị tắc. Thì sau khi là nó lọc được cái nước hoa quả, nước trái cây cho các bác xong á, nó sẽ chảy ra cái phần bên hông này. Đấy, và các bác hứng một cái cốc ở đây là các bác sẽ có cái ly nước rất là bổ dưỡng nhá. Còn khi mình xay xong á thì mình tháo cái này ra. Mình tháo cái này ra, mình đổ cái bã này đi, cái bã ở đây và mình vệ sinh. Sau đấy mình lại để khô và mình lắp lại. Thì muốn cho cái đồ dùng nó bền á, thứ nhất là mình phải dùng đúng cách. Thứ hai là mình phải chịu khó vệ sinh. Chứ không có cái gì nó bền được mãi đâu các bác nhá. Đấy. Không có cái gì là nó bền được mãi đâu. Đến như người đang còn phải chết đấy chứ. Nhiều người rất là nhiều tiền, có đầy đủ gọi là thuốc thang bác sĩ hoặc là nhà lầu xe hơi, nhưng rồi cũng phải ôm cái ấy mà đi thôi, chứ cũng không là vĩnh cửu được đâu. Cho nên làm sao mà mình sử dụng một cái gì hay là mình sống cho nó đúng mục đích, nó đúng đắn cái tư cái con người là nó sẽ bền lâu thôi. Đấy. Con này nhìn nó cũng độc lạ nhá. Nó là con ép nhanh với cái mã số 8 này. Mã số 8 con ép nhanh này, em bán cho các bác là 770k nhá. Đấy. 770k bao ship. Mã số 8. 770k mã số 8 nha. Nếu các bác xem video thì cho em xin một lượt like nhá, cho em xin một lượt like, bàn tay như thế này. Đấy, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh luôn. Còn bác nào có nhu cầu về các cái sản phẩm về hàng Nhật hoặc là nồi cơm á, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em theo cái số em để trên màn hình 0354243636. Thì các bác cứ nói cái nhu cầu của các bác, cần những cái loại gì, giá tiền bao nhiêu thì em chọn cho các bác nó dễ hơn và nó nhanh hơn nhé. Chứ đôi khi không không cần phải thăm dò đâu. Đấy. Thứ nhất là không phải thăm dò, và thứ hai cũng đừng có ép giá và trả giá bên em, rất là mất thời gian. Còn khi các bác chưa có đủ lòng tin, chưa có sự tin tưởng ấy, thì các bác cứ xem kênh đi, cứ theo dõi kênh đi. Con này tiện của nó là nó có một cái hộc ở đây để nó cất cái dây điện các bác nha. Đấy. Nó có một cái ngăn ở này này để các bác cất cái dây điện vào đây cho nó gọn này. Cũng rất là hay nhá. Đấy, sau đấy mình nắp lại. Thì cái con xay thịt này á,
do sản xuất tại Nhật nhé. À, cái con vừa rồi này nó cũng sản xuất tại Nhật các bác nhé. Con mã số 8 là 770.000 này, nó cũng sản xuất tại Nhật. Em quên chưa nói cho các bác. Đây, con này cũng sản xuất tại Nhật này. Nó là một con xay thịt này. Đây. Đấy, nắp trên của nó này, khi mình đặt nó vào, mình nhấn cái phần bên này. Đấy, nhấn cái phần bên này là nó sẽ xay nhá. Thì xay xong thì mình lấy dao ra mình rửa, mình vệ sinh đi. Đấy, cái lưỡi dao của nó này. Mình rửa, mình vệ sinh đi, mình tháo cả cái gáo này ra này. Đấy, tháo cả cái gáo cái thân cối này ra để mình xay này. À, mình vệ sinh như này. Chứ nếu mà xay thịt mà các bác không vệ sinh mà các bác để quên là nó sẽ sinh ra cái con ròi trong đây là rất là ghê gớm. Em dặn trước cho các bác như vậy. Con xay thịt này là sản xuất tại Nhật này. Đấy, sản xuất tại Nhật và dùng cho người Nhật, điện 100V. Công suất của nó là 120W thì giá bán của nó sẽ là 800. Mã số 9 này. Em nhầm nhá. Mã số 9 này. Mã số 9. 870k này. Đấy. Mã số 9 nhá. 870k. Một cái xay thịt. Đấy, sản xuất tại Nhật, dùng cho người Nhật, điện 100V. À, rất là gọn. Thì các bác dùng xong các bác bỏ cái dây điện vào đây, các bác cắt nó gọn gàng lắm. Đấy, có mấy cái xay thịt mà ép chậm, ép nhanh, ép nhanh đấy. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì alo cho em, đọc cái mã số chụp ảnh gửi bên Zalo nhá. Còn về nồi cơm thì các bác cần gì cũng cứ điện luôn cho em nhá. Còn ngoài những cái sản phẩm em lên sóng thì đang còn rất là nhiều, nhưng mà cái thời gian để lên sóng thì khá là bận. Cho nên là bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Tiếp tục là một con sinh tố này. Con sinh tố cối thủy tinh nhá. Cối thủy tinh của hãng Techcom. Đấy, nhưng mà con Techcom này nó lại sản xuất tại Nhật. Đấy, thì sản xuất tại Nhật thì chắc chắn là cái chất lượng của nó sẽ cao hơn. Em phải khẳng định. Đấy, đây này, Made in Japan nhá, dập chữ Made in Japan luôn này. Nó rất là gọn thôi. Đấy, nhưng mà cái nhựa của nó làm cực kỳ chắc chắn. Đấy, bật tắt và cái nốt nhấn nhã này. Đấy, gần như các cái bánh răng và cối gần như là con này mới tinh. Em phải khẳng định là con này đẹp. Đấy, một con xay sinh tố sản xuất tại Nhật. Xay sinh tố sản xuất tại Nhật, công suất của con này cũng khá là cao. 180W điện 100V. 180W điện 100V các bác nhá. Và giá bán của con này là mã số 10 này. Mã số 10 này, giá bán của con này là 640.000 nhá. Đấy. Mã số 10 nhá. 640k, cối thủy tinh gần như mới tinh luôn đấy. Sản xuất tại Nhật, điện 100V. Đấy là mã số 10 này. Tiếp tục là con con mã số 11 này. Con này cũng sản xuất tại Nhật nhá, nhưng mà con này thì nó cũ hơn này. Đấy, con này của Sanyo này. Con này của Sanyo nó cũ hơn nhá. Cối của nó cũng là cối thủy tinh này. Đấy. Cái màu nhựa của nó là bị bạc theo thời gian rồi. Đấy, màu của nó bị bạc theo thời gian. Thì bây giờ là khoảng tầm 2 giờ sáng. Thì trong cái lúc mà thanh vắng như thế này thì em tranh thủ em lên em làm cho các bác một cái video. Để buổi sáng dậy là các bác vừa xem video vừa thưởng thức ăn sáng hoặc là làm ly cà phê nhâm nhi. Thì khi các bác xem là cái video này nó nếu mà nó sớm quá thì các bác cần cái mã nào thì các bác để khoảng tầm 8 giờ các bác gọi điện cho bên em nhé. Bởi vì gọi sớm quá là không có ai nghe máy đâu. Ok chưa ạ? Con này thì đánh giá là cái nó chỉ bị bạc cái màu nhựa thôi. Bởi vì con này nó sản xuất cũng khá là lâu rồi. Của Sanyo mà. Nó sản xuất khá là lâu rồi. Công suất của nó là 155W. Điện 100V. Cối dao đang còn rất là đẹp này. Cối dao còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Và con này em bán cho các bác với cái giá là mã số 11 này. Giá của con này là 530k nhá. Đấy. Mã số 11 nhá, 530k. Tất cả đều ok hoàn hảo, không nứt không vỡ này. Đấy. Con nào nứt là em báo nứt là em ghi chữ N vào đấy. Con nào mà vỡ là em ghi chữ V vào đấy. Đây các bác lưu ý giúp em nhá. Em lên tiếp cho các bác một con này nó rất là độc lạ này. Nó độc lạ là cái gì? Độc lạ là cái vấn đề nó thiết kế này. Nó thiết kế là rất là sang trọng và như một cái hộp. Các bác để trên cái tủ bếp nhà các bác nó rất là lịch sự nhá. Bản chất thì nó cũng như là một cái xay sinh tố bình thường thôi. Đấy, nhưng mà nó có một cái hộc này. Cái hộc để các bác đậy vào. Đấy. Các bác đậy vào nó rất là gọn và lịch sự. Nhìn nó không giống như cái xay đâu.
nhưng mà mở nó ra thì mới biết nó là cái say này. Cối và tất cả những cái hệ thống dao của nó này, cối dao này, cam kết cho các bác là gần như mới nhá. Đấy, cối thủy tinh. Đấy, cối thủy tinh gần như mới luôn. Đấy. Lưu ý là khi đặt vào thì nó có một cái phần vấu này để nó chạm vào cái công tắc bảo vệ. Cho nên các bác đặt phải đúng nhá, đúng cái vị trí cho em. Đấy, vị trí nó là cái quai này, nó giống như cái khe này là được. Còn thân dưới cũng rất là ok này, còn là dây điện thì nó sẽ nằm ở dưới đây nhá. Đấy. Dây điện, dây nguồn của thằng này nó nằm ở dưới đây này. Các bác xay xong các bác nhét vào đây, các bác úp cái này lại. Quá ok luôn nhá. Rất là đẹp con này. Xay xinh tố. Con này nó là cái dòng đời mới cho nên là nó được sản xuất tại tại Trung Quốc chứ không phải sản xuất tại Nhật. Và với cái mẫu độc lạ như thế này thì mã 12 em sẽ bán cho các bác là 590k. 590k, con này công suất là 160 60W, sản xuất tại Trung Quốc các bác nha. Ok chưa? Thêm cho các bác một con tích tích com nữa này. Con tích com này là sản xuất tại Trung Quốc này, giá nó sẽ mềm hơn này. Đấy. Con này sản xuất tại Trung Quốc giá mềm hơn nhá, nhưng cối của nó vẫn là cối thủy tinh này. Tất cả các bộ phận kết cấu em nhìn đang còn rất là ok này. Rất là ok và đẹp nhá. Đấy. Cam kết là đẹp luôn. Nắp nhựa cũng đẹp này. Đấy. Về cái kiểu dáng của con này nhá. Đây các bác nhìn này. Em lên cho các bác một con Techcom của Japan này. Đây. Đây là con Techcom của Japan, còn đây là con Techcom của China này. Về để mà so sánh nhìn hai cái chất nhựa thì nó cũng không khác nhau nhiều đâu. Thậm chí là các bác nhìn con của China nó còn đẹp hơn. Đấy. Nhưng mà do cái nhà máy nó đặt tại đâu, đặt tại đâu thì cái made in nó là như vậy. Và cái tiêu chí để sản xuất cho người Nhật thì nó vẫn luôn đạt cái số 1. Tiêu chí của người Nhật và tiêu chí của châu Âu là những cái tiêu chí mà khắt khe nhất. Cho nên những cái sản phẩm mà tiêu thụ tại những nước này nó sẽ có những cái ưu điểm, ưu việt. Với cái con này thì nó bất lợi hơn con kia là sản xuất tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà chất lượng của nó cũng rất là ok. Và giá bán của nó lại mềm hơn khá là nhiều. Mã số 13 nhé. Con này em bán cho các bác với giá là 490k. Đấy. 490k, bao ship điện 100V, công suất là 160W. Mã số 13. Tiếp tục lại là một con Techcom nữa, cũng sản xuất tại China này. Con này cũng giống hệt con kia. Về độ đẹp nó cũng cũng không kém đâu, nhưng mà con này là nó chỉ có cái nốt tắt và bật thôi, nó không có cái nốt nhấn nhả như con kia. Về cối thì gần như nó giống y hệt. Đấy, cối nó gần như nó giống y hệt. Nhưng mà cái công tắc của nó chỉ có là bật tắt thôi. Đấy. Nó bật tắt thôi chứ nó không không có nhấn nhả được như giống như cái vấn đề là trộn 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 thức ăn ở trong cối ấy. Thì con này nó bất lợi hơn một chút, giá của nó cũng sẽ mềm hơn nhá. Con này em bán cho các bác mã số 14 này. 14 này với cái giá là 450k nhé. Đấy. 450k bao ship điện 100V nhé. Đấy, ok cho các bác. 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một con này, nó khá là cũ rồi. Màu của nó là cái màu thời gian. Đấy. Để cả như cái cối của nó này. Cái cối của nó cũng 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 bị bạc màu rồi. Đấy, mà cối trên là cối thủy tinh nhưng cái phần cốt này, phần cốt này nó bạc màu. Nhà này thì có thể là nó ăn nghệ nhiều cho nên là cái bánh răng của nó cũng có hiện tượng nó vàng. Đấy, bật tắt này. Nó có hai chế độ bật và tắt thôi. À, nó là chế độ là bật này là bật bật cố định này, bên này là nhấn nhả này. Đấy. Cũng cũng, cũng hay đấy. Còn màu thì nó cũng bị bạc màu nhiều rồi. Con này bán rẻ cho các bác nhá. Nhưng mà con này là sản xuất tại Nhật à. Không, con này thì để em xem lại cái tem này. Con này thì nó bị mất tem rồi. Đấy.
nó mất tem nên là không biết nó sản xuất tại nước nào. Nhưng mà nếu mà thường các cái đồ gia dụng này nếu mà sản xuất tại Trung Quốc ấy, thì cái tem và cái vấn đề nó dập chữ trên đấy nó khá là rõ ràng. Nhưng con này em vẫn nghi là của Nhật hơn. Nhưng mà thôi, cứ bán xem như nó không biết của nước nào đi. Chỉ biết là nó dùng điện 100V. Và công suất của con này là 175W nhé. Thì với cái mã số 15 này, 15 này, em bán cho con này với bác là giá là 250k nhé. Đấy, 250k nhé. Mã số 15, 250k. Giá rẻ hơn, xấu hơn, tiếng nó sẽ không được mịn màng như những con giá cao đâu. Đấy, em vẫn nói là tiền nào của nấy mà. Tiếp tục là một con sinh tố nữa này. Con này khi mà xay thì các bác nhận cái cối này xuống nhé. Nó nhận nó hơi nặng một chút đấy. Cái cối này nhận nó hơi nặng một chút thì các bác khỏe tay thì các bác nhận được. Đây, bánh răng và cối đang còn rất là đẹp luôn này. Đấy, bánh răng và cối rất là đẹp nhé. Ok chưa? Con này của Nucci, Nucci Bullet à, Pro. Đấy, Pro đấy. Pro giống như điện thoại iPhone Pro Max đấy. Đấy, các bác cứ bỏ vào, các bác nhấn, nhấn khỏe tay một chút là được. Công suất của con này là 900W các bác nhé. Đấy, công suất của con này nó là những 900W cơ. Nó xay gọi là cực kỳ khỏe luôn. Đây, cái thông số ở dưới đáy của nó này. Thông số dưới đáy của nó này. Điện áp AC 100V này. Đấy, điện áp AC 100V này. Công suất là 900W, sản xuất tại Trung Quốc nhé. Đấy, nó đã là hàng sản xuất tại Trung Quốc, nó nhập vào Nhật thì cái vấn đề là made in và cái xuất xứ nó phải rất là rõ ràng. Như nó của Nhật, nó sản xuất cho Nhật thì đôi khi cái made in nó có thể là nó làm cái tem nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đối với những sản phẩm mà nước ngoài sản xuất cho Nhật thì cái made in của nước nào nó rất là rõ ràng, bởi nó liên quan đến cái vấn đề pháp lý. Mã số 16 nhá. 16 này. Con này em bán cho các bác là với cái giá là 400k này. Đấy. Vì cái công tắc nhận nó khá là nặng. Đấy, để chị em phụ nữ dùng thì cũng hơi bất tiện một chút. Nên bán con này cho các anh đàn ông con trai. Đấy, xay sinh tố này, xay nha đam cho vợ đắp mặt này. Đấy. Với giá là chỉ có 400k thôi. Cuối cùng là em lên cho các bác một con sinh tố gọi là thuộc diện nồi đồng cối đá nhé. Của Hitachi. Đấy, của Hitachi. Sản xuất tại Nhật này. Đấy, nó cũng có một cái hộc nó để dây đây. Đấy, cái hộc nó bỏ dây vào đây nó nắp lại nhá. Nhưng mà cái lẫy này nó hơi yếu rồi. Khả năng em sẽ chế lại cái lẫy cho nó chắc hơn một chút. Đấy. Rất là hoa văn và loè loẹt nhá. Hoa văn và loè loẹt. Màu thì nó cũ theo thời gian rồi. Và các bác nhìn cái cụm bánh răng này, cái cụm bánh răng kết cấu của nó rất là phức tạp luôn. Thì em nghĩ là con này nó sẽ còn nhiều cái cối nữa chứ không phải riêng một cái cối này đâu. Nhưng mà chẳng qua là về đến mình thì nó còn như vậy thì em bán như vậy cho các bác thôi. Đấy. Cái nắp này thì em sẽ cố gắng em xử lý lại để khi mà đậy này vào là nó chắc chắn ở đây nhé, không bị sổ ra. Đấy. Cối nó có hơi bạc màu một chút này, nhưng mà cái hệ thống bánh răng này còn rất là đẹp. Đấy. Cối to nhé, cối thủy tinh, cối to. Nó có một cái nắp cao su ở đây nhưng mà bị mất rồi các bạn. Nên em bán như thế này các bác thôi. Bán như thế này cho các bác. Với cái mã số cuối cùng này. Mã số cuối cùng của video ngày hôm nay, một con xay sinh tố của Hitachi, kiểu dáng là nồi đồng cối đá, đấy, sản xuất tại Nhật nha. Với cái mã số 17 này, 17 này, bán cho bác con này với giá là 640k nhá. 640k cho một con xay sinh tố của Hitachi. Đấy, và nó cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay. Thì dù sao Thọ Nhật Bãi cũng xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì rất lâu với livestream cũng như là quay video lên cho các bác. Nhưng mà hôm qua thì được cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của nhiều bác khách quen, khách cũ. Thì làm sao nó lại như vậy? Bởi vì trong cái quá trình bán hàng thì trước đến giờ thì bên em cũng cố gắng tối đa. Làm sao chăm sóc được các bác nhiệt tình nhất, mặc dù không được 100%. Bởi vì 100 người bán, vạn người mua. Trong quá trình bán hàng cũng không thể tránh những cái thiếu sót, hoặc là có những bác khách hàng thì cũng rất là kỹ tính. Kỹ tính là tốt nhưng mà đôi khi lại khó tính quá thì cũng có gây một số cái hiểu lầm cũng như là sự bức xúc cho khách hàng.
Cho nên là cũng mong các bác hết sức thông cảm và góp ý cùng shop. Rất mong là được các bác đồng hành và ủng hộ. Các bác xem video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em có động lực để lên những sản phẩm mới cho các bác. Còn về cái vấn đề mua hàng thì các bác vui lòng gọi cho bên em theo cái số điện thoại em để trên màn hình 0354243636 để chốt những cái sản phẩm mà trên video em đăng hôm nay, cũng như là các bác có nhu cầu gì về những cái sản phẩm nồi cơm, bình thủy, bếp từ hay là những cái sản phẩm khác, những cái sản phẩm gì không có thì em sẽ tư vấn cho các bác tìm cho cái chỗ nào mua nó uy tín. Còn những sản phẩm nào có thì sẽ chăm sóc cho các bác rất là tốt, cố gắng tối đa. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất là nhiều.